bây giờ là mình có một ký thịt bò là dai nha cả nhà, bò gân á. Mà bò này mình lúc mình mua hồi đầu tuần nên mình đem đi đông đá. Bây giờ mình xả đá thì nó còn hơi bị hơi còn hơi đông đá một tí xíu nên mình đem đi mình trụng sơ nó cho nó tan đá rồi mình đem đi ướp nha, trụng sơ nó cái xả từ sáng tới giờ mà nó vẫn còn đá nè, vẫn còn đông trụng sơ. Bây giờ đây là thịt bò sau khi mình đã trụng nước sôi xong rồi cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp thịt nha. Ở đây mình sẽ bỏ một muỗng canh. Đây là ngũ di hương nè. Ngũ di hương bên này cái mùi nó không có giống như ngũ di hương bên Việt Nam. Đây mình mua ở chợ Tây á. Xong rồi mình bỏ vào đây bột ớt chuông để cho nó có cái màu đẹp á. Thay vì mình bỏ dầu điều thì mình bỏ cái màu cái này nè. Bỏ màu điều á. Nhưng mà một hơi nữa mình nấu mình sẽ bỏ cái nước cà chua lên nên nó cái màu nó cũng đẹp. Và mình bỏ muối vào. Thôi mình ướp mà mình hay có nhắm chừng lắm. Rồi xong rồi một hơi mình nêm nếm lại. Giờ mình bỏ tiêu. Bỏ vào đây một muỗng canh dầu hào luôn. Sau đó mình sẽ bào một tí gừng, mình bỏ gừng vô luôn. Có gừng cho nó thơm. Tí xíu à. Một lát gừng thôi. Rồi, xong rồi mình sẽ trộn lên. Trộn cái thịt lên cho nó thấm. Thì mình ướp khoảng 2 tiếng. Xong rồi mình sẽ đem đi xào như vậy cho cái thịt của mình nó thấm thấm cái gia vị á. Ướp 2 tiếng nha cả nhà. Đây là cả nhà, bây giờ mình sẽ bắt đầu xào thịt nha. Đầu tiên mình sẽ bỏ một tí dầu vô trong nồi, mình sẽ bỏ sả vào đây để mình xào cho nó thơm. Sau đó mình sẽ bỏ cái phần thịt mình đã ướp vào để mình xào. Và sau đó mình sẽ bỏ cái này là cà chua nè, mình bỏ 200 g, 200 g cà chua. Giờ mình bỏ một lon nước dừa vào. Cái này là mình có 240 ml nha. Nếu ai mà thích ăn ngọt hơn thì sẽ bỏ nhiều hơn. Cái này mình phần còn lại mình sẽ đổ nước lọc vào. Mấy cái màu trắng là cái cái dừa đó cả nhà. Nấu luôn. Mình đổ nước lọc vào nha cả nhà cho nó sắp sắp cái thịt rồi. Là được. Thì bây giờ mình sẽ nấu. Mình nấu cái thịt này khoảng 1 tiếng. Thì sau đó mình sẽ bỏ cà rốt vào. Cà rốt với lại hành tây, nếu mà cả nhà muốn ăn hành tây nhưng mà không muốn ăn cho nó chín quá thì bỏ sau cùng cũng được. Thì mình nấu 1 tiếng. Cái này là nồi áp suất của mình nha, nên nấu nó rất là nhanh.
Thì thường mình nấu cái này ở bên này, mình làm cái món này cho gia đình của mình là người Tây ăn. Tây thì họ thường ăn cái thịt này nó mềm, thiệt là mềm á, họ thích như vậy. Còn người Việt Nam mình á thì ăn nó hơi sực sực, có gân á, ăn nó ngon. Mình cũng thích ăn sực sực nữa, nhưng mà người Tây thì họ thích ăn thiệt là mềm luôn. Thì mình sẽ hầm lâu hơn. Thì bây giờ mình sẽ đóng cái nồi là áp suất lại, và mình hầm 1 tiếng, xong rồi ngày mai mình hầm lại 2 tiếng nữa. Bỏ vào đây một cục bột nêm mà cả nhà, cục bột nêm. Thì mình cứ hầm thôi, hầm 1 tiếng, xong rồi mình sẽ bỏ cà rốt vô mình hầm. À, thêm khoảng 10-15 phút mình đóng lại thì mình để vô tủ lạnh, để vào tủ lạnh rồi ngày mai mình hầm lại. À, tức là cách qua đêm á, qua đêm thì cái nó sẽ ngon hơn, còn nếu mình ăn liền nó sẽ không ngon đâu. Đây là cả nhà. À, sau khi nấu 1 tiếng thật, sau khi mình nấu 1 tiếng thì bây giờ mình sẽ bỏ cà rốt vào nha. Ở đây mình có nửa ký cà rốt, thịt thì mình có 1 ký, cà rốt mình có nửa ký, củ hành thì mình bỏ sau cùng nha. Ngày mai mình bỏ củ hành, như vậy thì cái củ hành nó sẽ còn sẽ ngon. Chúng ta là, nhưng mà mình cũng ăn củ hành chín lắm chứ không có ăn sống. Bên Việt Nam thì thường thường để vô còn sống, để cuối cùng luôn á. Nó bây giờ là mình hầm thêm, để cho nó sôi lên ha. Mình sẽ đậy nắp lại để cho nó sôi lên khoảng 15 phút, mình tắt cái bếp, mình để cho nó nguội, mình để vào tủ lạnh. Ngày mai mình sẽ hâm lại, mình sẽ nấu lại tới khi nào nó mềm luôn. Ngày mai đó mình nấu, khi mình nấu mình xong mình sẽ nêm nếm lại cho nó vừa ăn, thơm lắm, mùi ngũ vị hương thơm lắm. Bây giờ mình sẽ đậy cái nồi áp suất của mình lại ha. Sau đó đậy lại 15 phút, xong rồi thì mình để ý cho nó nguội, để cho nó hầm ở trong đó. Tới khi nào nó nguội thì mình bỏ vào tủ lạnh, ngày mai mình nấu lại ha. Đây là thịt của mình ngày hôm sau nè cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu 2 tiếng. Và sau khi nấu xong thịt mềm á, thì mình sẽ bỏ vào đây một ít bột bắp hoặc là bột bột năng á. Mình quậy một tí bột vào để cho cái nước sốt nó sệt sệt lại. Thì bây giờ là cái món bò kho của mình đã xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video nha. Chúc cả nhà thành công. Và cảm ơn cả nhà thật nhiều. Nếu các bạn bạn nào mà chưa đăng ký kênh mình thì cho mình một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn thật nhiều. Xin hẹn cả nhà vào video sau nha. Bye bye.